thẻ tín dụng là một phát minh thiên tài của giới kinh doanh, là con gà để trứng vàng của những tổ chức có trong tay nhiều tiền và sẵn sàng cho người khác vay tiền. Wherever business takes you, Diners Club can help. Kể từ khi được phổ biến bởi công ty Diners Club vào thập niên 50, thẻ tín dụng đã đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu qua khả năng đầy quyến rũ là mua trước, trả tiền sau. Từ đó mà tính đến năm 2017, trên toàn thế giới, cứ sấp xỉ 5 người thì lại có một người sở hữu thẻ tín dụng. Trong đó tất nhiên là có Việt Nam, long mạch của các sàn thương mại điện tử, với tỷ lệ sở hữu thẻ tín dụng khoảng 3,7%. Thế nhưng, sự tiện lợi này thực chất lại là một con dao hai lưỡi. Do dư chấn của Covid-19 cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, các khoản nợ tín dụng khắp nơi đang ngày một gia tăng. Tính riêng quý 2 năm nay tại Mỹ, tổng nợ tín dụng của người dân đã lên tới hơn 16.000 tỷ đô, hệ quả từ hơn 233 triệu tài khoản được mở mới. Đây là con số cao nhất lịch sử, gấp 5 lần đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008. Ở Hàn Quốc, nợ tín dụng đang là nỗi ác mộng của hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ. Và dĩ nhiên, ở Việt Nam thì cũng không phải ngoại lệ. Vậy, cụ thể mô hình kinh doanh của thẻ tín dụng hoạt động như thế nào? Và liệu có cách nào để những người trần mắt thịt như chúng ta có thể tận dụng chúng mà không bị sa vào lưới nợ nần? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu trong bài phân tích sau của tác giả Hex nhé! Đầu tiên, nên hay không nên mở thẻ tín dụng? Thực ra, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Và nếu ai đó tránh thẻ tín dụng như là tránh hủi, thì cũng cực đoan hay sai lầm không khác gì một người sử dụng thẻ tín dụng vô tội vạ. Cả hai đối tượng đều thể hiện rằng họ rất thiếu hiểu biết về cách hệ thống tín dụng hoạt động, bởi vì việc từ chối dùng thẻ tín dụng trên thực tế cũng là lãng phí và gây tốn kém. Vậy thì vì sao lại như vậy? Trước hết, ta cần hiểu mô hình kinh doanh khái quát của thẻ tín dụng. Các tổ chức tài chính liên quan đến thẻ tín dụng như ngân hàng hay các đơn vị cấp tín dụng sống được bằng 3 nhóm nguồn thu chính. Trong đó, phí thường niên là phần doanh thu thấp nhất, đến mức nhiều ngân hàng hy sinh nguồn thu này để thu hút người dùng qua các chính sách miễn phí. Lãi suất, phí trễ hạn và phí rút tiền mặt là nhóm doanh thu đóng phần lớn nhất. Cộng gộp lại, chúng có thể lên đến hơn 50% doanh thu. Tuy nhiên, không phải người dùng thẻ tín dụng nào cũng phải chịu những khoản phí này. Nguồn thu thứ ba là phí hoa hồng, thu từ bên bán, chiếm đến hơn 40% doanh thu. Chẳng hạn, khi bạn sử dụng thẻ để đi ăn, uống, mua sắm hay là mua vé máy bay, thì đại lý vé máy bay, chủ cửa hàng thức ăn hay cơ sở bán lẻ, nếu muốn phục vụ khách hàng sử dụng thẻ, thì sẽ phải chịu phần trăm phí hoa hồng cho đơn vị cấp thẻ tín dụng. Nếu chiếu theo phí trung bình hiện tại là khoảng 2%, thì họ sẽ chỉ nhận được 980.000 cho một sản phẩm trị giá 1 triệu. Bởi vì doanh thu đến từ nguồn thu thứ ba là rất lớn, nên nhiều đơn vị phát hành thẻ cố gắng để nhiều người sử dụng thẻ nhất có thể và quét thẻ thường xuyên nhất có thể, thông qua việc miễn phí các loại thẻ phí và đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Và chúng hấp dẫn thật. Từ đó, ta có thể hình dung rằng người dùng thẻ tín dụng chính là lao động chi tiêu giúp các ngân hàng kiếm được tiền hoa hồng. Thông qua việc ngày càng có nhiều người sử dụng thẻ tín dụng, thì sẽ càng nhiều cửa hàng và đại lý phải chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Từ số tiền thu được từ nguồn phí hoa hồng, các đơn vị cấp thẻ tín dụng lại trích ra một phần để cashback và khuyến mãi cho người dùng. Chẳng hạn, với 2% phí giao dịch thu được, họ có thể trích ra khoảng 0,2-0,5% để chuyển thành phần thưởng tặng cho người dùng. Và từ đây, vòng xoáy được tạo ra. Nhưng chả nhẽ, các nhà bán lẻ lại đi tặng tiền cho khách hàng của mình và cho các tổ chức tài chính bằng cách mất 2% doanh thu trên mỗi giao dịch. Chắc chắn là không rồi. Khách hàng là thượng đế, nên họ cũng sẽ phải bế thêm các khoản phí. Nếu như muốn thu về 1 triệu, thì thay vì đặt mức giá là 1 triệu để còn thu được 980.000, thì cửa hàng sẽ nâng giá lên thành 1 triệu 21.000 để khách hàng chịu khoản chênh lệch này. Nếu các bạn thấy chiến lược này quen quen, thì đó chính là chiến lược của những app giao đồ ăn. Nói chung là trong thế giới tư bản này, người tiêu dùng cuối cùng sẽ luôn là người được kỳ vọng sẽ gánh đủ mọi khoản thuế phí của các bên trung gian đã tham gia vào việc tạo ra sản phẩm mà họ sử dụng. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là người không dùng thẻ tín dụng khả năng cao là đang mất tiền khi sử dụng dịch vụ ở các cơ sở cho phép quẹt thẻ tín dụng. Đơn giản, vì người dùng thẻ tín dụng sẽ nhận được cashback, được đổi điểm thưởng quy ra thành các sản phẩm giá trị, được tặng dạng máy bay, giảm giá khách sạn, vân vân và máy bay. Còn người trả tiền mặt thì không nhận được bất kỳ thứ gì, kể cả khi họ có phải trả đầy đủ toàn bộ số tiền mà các nhà bán lẻ đã nâng lên.
Vì vậy, nếu thẻ tín dụng càng ngày càng phổ biến, thì việc sử dụng tiền mặt sẽ càng ngày càng đem lại nhiều thiệt thòi. Quay trở lại với nguồn thu chiếm tỷ trọng cao thứ hai là lãi suất, phí trả chậm và phí rút tiền mặt. Phần này bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản nào nếu sử dụng thẻ một cách thông minh và cẩn thận. Nếu bạn dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, không để dư nợ tồn đọng mỗi tháng, thì bạn sẽ không mất tiền lãi. Nếu bạn trả nợ đúng hạn, thì không phải trả chi phí chậm trả. Và nếu bạn không dùng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, thì bạn cũng không phải trả mức phí cắt cổ này. Lý tưởng nhất là sử dụng thẻ mà không bao giờ phải đóng 3 khoản phí vừa đề cập, vì lãi suất tín dụng thường cao ngất ngường, còn phí rút tiền mặt là khoảng 5% cho mỗi lần rút. Phí trả chậm cũng không hề thấp, và bản thân việc trả chậm còn khiến bạn bị hạ điểm tín dụng. Nhưng những người sử dụng thẻ tín dụng thông minh và cẩn thận không bao giờ phải đóng 3 khoản phí này, họ cũng không bị hạ điểm tín dụng. Thậm chí, họ còn khiến các ngân hàng và các tổ chức tài chính phát hành thẻ tín dụng bị lỗ cơ. Tuy nhiên, biết là một chuyện, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta biết rằng gửi tiết kiệm, ngủ sớm, tập thể dục và ăn uống đủ chất là tốt. Nhưng bao nhiêu người có thể thật sự làm được và xây dựng được lợi thế cho mình? Bởi thế nên các tổ chức tài chính không hề sợ việc bạn sử dụng thẻ tín dụng quá tử tế. Thứ mà họ đang đánh cược vào và tạo ra nhiều trang A4 để đục khoét chính là sự thiếu kiểm soát của mỗi người. Khi biết cách sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thêm một nguồn vốn để làm được nhiều việc hơn trong ngắn hạn hoặc đi săn thưởng. Nhiều người thậm chí còn mở rất nhiều thẻ ở nhiều ngân hàng khác nhau và quản lý bằng các công cụ theo dõi chi tiêu chuyên nghiệp để cứ mỗi năm lại được những dặm bay miễn phí, ở khách sạn sang trọng miễn phí, thưởng đồ công nghệ hay các bữa ăn ở nhà hàng sang trọng mà không tốn bất kỳ một khoản phí nào. Nhưng đối với đa số, việc được cấp thêm nguồn tiền dễ truy cập cùng với điều kiện sống chưa ổn định sẽ dẫn đến việc dần bị phụ thuộc vào thẻ tín dụng và sống chung với các khoản nợ lãi suất cao. Chính vì vậy, sau đây là một số lưu ý nhỏ cho các bạn. Thứ nhất và cũng hiển nhiên nhất là không trốn nợ. Điều này sẽ khiến các bạn bị dính tín dụng xấu và không bao giờ được vay các khoản vay lớn về sau này nữa. Lưu ý, các khoản vay lớn rất quan trọng trong xã hội tư bản. Phần lớn sẽ không thể mua nhà hay thậm chí là không thể có hôn nhân hạnh phúc và khả năng nuôi dạy con cái tốt hay bị cản trở trong phát triển sự nghiệp nếu như không được tiếp cận với các khoản vay lớn này. Nếu như bạn là một người trung lưu điển hình, chắc chắn bạn sẽ cần vay các khoản này để được sống đàng hoàng trong xã hội tư bản. Vì vậy, đừng để vì một khoản tiền tín dụng nhỏ từ thời trẻ mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Thứ hai, hạn chế tối đa việc trả nợ trễ hạn và việc rút tiền mặt. Lãi và phí rất cao, nó sẽ ăn mòn thu nhập cũng như nguồn vốn của bạn, rồi đẩy bạn vào tình thế ngày càng khó khăn. Trong nhiều trường hợp bất khả kháng, đây có thể là lựa chọn khẩn cấp. Nhưng hãy cẩn thận khi dùng những phương án khẩn cấp và đặc biệt là không nên dùng nó trong điều kiện bình thường. Rất nhiều người tự tin rằng họ sẽ không bao giờ đóng các khoản phí này cho đến khi cuộc sống đẩy họ vào chỗ buộc phải lựa chọn nó. Thứ ba, hơi khó một tí, đặc biệt là với những bạn trẻ, đấy là không chi tiêu quá thu nhập. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc sở hữu thẻ tín dụng khiến mọi người chi tiêu nhiều hơn bình thường. Nó có thể đến từ việc dùng thẻ tín dụng thì dễ dàng và không cảm thấy đau đớn như khi trả tiền mặt. Nó có thể đến từ việc con người không tư duy về các con số trong tương lai. Nó cũng có thể đến từ việc những nơi chấp nhận dùng thẻ thường có giá dịch vụ cao hơn so với các dịch vụ bình dân. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ cầm thẻ trong người, bạn chỉ có thể ăn mì udon trong trung tâm thương mại chứ không thể ăn mì xào bò ở quán bình dân, nên bạn sẽ chi tiêu cao hơn cho cùng một bữa ăn. Cái này nói thì dễ, nhưng mà cưỡng lại hương vị thơm tho của một bát mì udon full topping thì khá là khó. Cuối cùng, hãy cố gắng trả hết nợ tín dụng và xem đó như ưu tiên hàng đầu. Ngay cả khi bạn không thể trả hết, hãy trả con số nhiều nhất có thể trả được, vì nó sẽ giảm số lãi mà bạn phải chịu. Nếu như bạn nợ tín dụng 20 triệu và chỉ có thể trả mỗi tháng 5 triệu, thì hãy làm điều đó. Do it! Hãy lập tức giảm chi tiêu và trả cho đến khi hết nợ thẻ, rồi bắt đầu dùng tử tế lại từ đầu. Đừng cố gắng đợi đủ tiền rồi mới trả luôn thẻ, vì chuyện đó khó thực hiện hơn và sẽ gây ra tiền lãi cao hơn. Đừng rơi vào bẫy trả tối thiểu. Có bao nhiêu, trả bấy nhiêu và hãy cố gắng trả nợ nhiều nhất có thể để lấy lại tự do của bạn. Đôi lúc, nợ thẻ tín dụng sẽ làm bạn bị chậm kế hoạch, không dám nghỉ việc, không dám thử những thứ mới. Do đó, việc tất toán được thẻ tín dụng có thể giúp bạn dần dần lấy lại được cảm giác làm chủ với cuộc sống. Thẻ tín dụng chỉ hữu ích với những ai đã làm chủ được sức mạnh của mình.
và nó tiềm ẩn nguy cơ gây hại nhiều hơn cho những người vẫn đang gặp các vấn đề về chi tiêu và thu nhập. Vì vậy, hai bài học quan trọng nhất và cấp thiết nhất dành cho bất kỳ ai. Đầu tiên, tăng thu nhập là mục tiêu tối quan trọng và cần theo đuổi cả đời. Thứ hai, hãy kiểm soát chi tiêu và từ đó kiểm soát cuộc sống. Hãy nhớ, khi vay nợ để sử dụng, bạn đang dùng tiền của bạn trong tương lai. Vì vậy, một tốc độ phát triển đủ nhanh và chiến lược tốt sẽ giúp bạn có được lợi ích đòn bẩy. Nhưng nếu mà bạn tiêu hết tiền của năm 2023 trong năm 2022 mà chẳng thu được lợi ích gì, thì chia buồn, năm 2023 sẽ cực kỳ khổ sở vì đó là năm bạn phải chi tiêu ít hơn cả trước khi có thẻ tín dụng vì bạn phải trả nợ. Sẽ có những năm bạn tiền đầy mình, không biết tiêu vào đâu cho hết. Và nếu không cẩn thận, cũng sẽ có những năm bạn nợ nần chồng chất, rơi xuống đáy và cảm giác là tất cả mọi thứ đều thật khó khăn. Đây dường như cũng là quy luật vận hành của nền kinh tế, nơi phần lớn tiền trên thế giới là tín dụng. Thế giới tư bản vay tiền của tương lai để kích thích tăng trưởng ở hiện tại. Và nếu mọi thứ không đi đúng hướng, khi thời điểm trả nợ đến hạn, suy thoái sẽ xảy ra, gọi là các chu kỳ nợ ngắn và chu kỳ nợ dài. Tuy nhiên, đây là chủ đề cho một video khác rồi, nên mình sẽ không lạm bàn. Cuối cùng, tiền hay tín dụng thì cũng đều là tài nguyên. Sử dụng tài nguyên thì không xấu, sử dụng sai cách, thiếu hiệu quả và lãng phí thì mới xấu.